viên là số 1, doanh nghiệp mới là số 1. Nói về nhân viên quan trọng hay khách hàng quan trọng thì cả hai đều quan trọng. Với cái quan điểm là nhân viên là số 1, thế thì vì sao mà khi vào thời kỳ suy thoái thì nhân sự là thứ mà công ty cắt giảm đầu tiên? Theo bạn, khách hàng là số 1 hay nhân viên mới là số 1? Nhân viên là số 1. Mình nói đơn cử thôi, nhân viên không hài lòng thì có thể chốt được deal không? Không, đúng không? Còn nếu khách hàng không hài lòng thì cùng lắm bạn mất một khách đó. Còn nhân viên không hài lòng, bạn mất tất cả những khách mà nhân viên đó phục vụ. Nhân viên vẫn phải luôn là số 1. Và hiện nay các công ty đang hướng đến tạo một cái môi trường làm việc làm sao cho thoải mái nhất cho nhân viên, để mà kích thích cái tính tự giác, cái kỷ luật và cái sáng tạo của họ. Muốn sáng tạo phải có tự do, còn không thể bắt nhân viên em phải sáng tạo, em phải nghĩ ra idea mới, em phải nghĩ ra những cái sản phẩm mới gì, không có, rất là khó. Doanh nghiệp mới là số 1. Mình phản đối. Doanh nghiệp là số 3, tức là doanh nghiệp là cổ đông là số 3, nhân viên số 1, khách hàng số 2 và doanh nghiệp là số 3. Nhân viên hài lòng sẽ tạo ra khách hàng hài lòng, khách hàng hài lòng mới mang lại doanh thu cho doanh nghiệp. Vì nếu hai cái đầu không hài lòng thì không có doanh số, không doanh số thì không có doanh nghiệp. Đấy. Dạ, vậy thì chính vì mình để cái quan điểm rằng là doanh nghiệp là số 1, cho nên bắt buộc mình phải có chính sách với nhân viên và khách hàng như thế nào để không ảnh hưởng tới sức khỏe doanh nghiệp. Thật ra ở đây không có đúng sai mà chỉ là cái cách nhìn và cách diễn đạt thôi. Nói về nhân viên quan trọng hay khách hàng quan trọng thì cả hai đều quan trọng. Nhưng chúng ta phải tập trung cái nhân viên số 1 ấy, vừa làm tốt, vừa có thái độ tốt, vừa yêu văn hóa và sứ mệnh công ty, và chiến đấu hết lòng vì công ty và luôn luôn phấn đấu vì mục đích chung, thì đấy phải là số 1. Chị dạy cho nhân viên ấy, chúng ta không nhất thiết phải phục vụ tất cả các khách hàng. Em có cái quan điểm cũng khác với ba sếp ở đây một chút. Với cái đề tài này thì nên chia giai đoạn ra. Đối với giai đoạn mà bắt đầu khởi nghiệp chẳng hạn, thì rõ ràng là giai đoạn đầu tiên thì sản phẩm là số 1, cần phải có sản phẩm để bán đó. Tiếp theo nữa là khi mà chúng ta start up bắt đầu đi thì khách hàng lúc đấy là số 1. Phải có dòng tiền về đã, phải bán được hàng đã. Có khách hàng, có tiền rồi thì lúc đấy chúng ta mới có điều kiện để quay ngược lại đến giai đoạn thứ 3, thì mới là giai đoạn tập trung cho nhân viên. Thì rõ ràng là lúc đấy mới cần là tạo nên một cái môi trường tốt, tạo nên một cái môi trường cạnh tranh. Chứ nếu như chúng ta mà không có khách hàng, không có dòng tiền về thì thực tế chúng ta cũng không thể nuôi hoặc là không thể tạo ra môi trường tốt, môi trường cho nhân viên phù hợp, thăng tiến hay là một cái môi trường làm việc lý tưởng được. Nếu như doanh nghiệp chúng ta đang ở giai đoạn nào thì chúng ta sẽ đưa cái thứ tự ưu tiên đấy lên vị trí hàng đầu. Với cái quan điểm là nhân viên là số 1, thế thì vì sao mà khi vào thời kỳ suy thoái thì nhân sự là thứ mà công ty cắt giảm đầu tiên? Sếp Hiếu nói là nói từng loại nhân viên. Ngay giai đoạn khởi nghiệp ấy, ông founder là ai? Là nhân viên chứ ai? Đúng. Ông vẫn là số 1. Thế là thực ra nói là giai đoạn đầu là nhân viên không quan trọng cũng sai. Vì ông founder là nhân viên số 1 của công ty. Và ông quan trọng nhất, vì ông đấy không có thì công ty sập. Thường thường cái giai đoạn founder, giai đoạn startup, ông founder đâu có lương đâu ạ? Không, không có lương, vẫn là nhân viên vì ông làm việc hàng ngày. Vâng. Nhân viên là những người làm việc trong công ty. Còn nếu như doanh nghiệp là những cổ đông, họ không làm việc, họ chỉ nhận cổ tức khác. Còn người đã làm việc là nhân viên. Trên ông folder cày nhiều nhất và ông đây là nhân viên và ông quan trọng nhất trong công ty lúc đó. Hai cái đối tượng đấy nó sẽ tương hỗ lẫn nhau, chứ mình sẽ không có một cái tuyệt đối là cái nào quan trọng hơn cái nào. Vì nếu như không có khách hàng thì nhân viên cũng không làm gì, mà có nhân viên mà không có khách hàng thì nhân viên nó cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Nên chúng ta thấy là bản chất của mỗi doanh nghiệp là phải có nhân viên, rồi từ đó phải kiếm được khách hàng, và hai cái đấy phải tồn tại với nhau. Vậy thì nếu như nhân viên mà làm tốt công việc của mình thì sẽ tạo ra được khách hàng, làm hài lòng khách hàng thì tạo được lợi nhuận cho công ty. Nên đối với tôi không quan trọng là nhân viên quan trọng hơn hay khách hàng quan trọng hơn, mà hai cái thực thể đấy phải làm sao tồn tại và phát triển đúng như cái doanh nghiệp nó mong muốn.